Ôi, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh Sắc Vàng. Trong video ngày hôm nay thì giới thiệu với bạn 6 cái phôi mai cát Bình Thuận mới về các bạn ha. Đầu tiên là một cái phôi rất là đẹp này. Một cái phôi có bộ đế rất là ok nha. Đế rất là ok. Hoành ngang cổ đế của nó là 53. Chiều cao là 55. Hai thân. Rễ dày hết nha các bạn nha. Bốc ngọn. Phôi rất đẹp. Phôi này giao lưu anh chị em mình với giá là 1 triệu 600 nghìn, bao gồm phí vận chuyển nha. 1 triệu 600 nghìn. 1 triệu 6 các bạn ha. Mã số 2, mã BA2. Hoành ngang cổ đế của nó là 48. Chiều cao là 62. Phôi này thì rễ hơi yếu một tí. Và phôi này thì giao lưu các bạn với giá là 600 nghìn, bao phí vận chuyển. BA2 600 nghìn. Giá rẻ nha các bạn nha. 600 nghìn bao phí vận chuyển cho các bạn luôn. Đã bao gồm phí vận chuyển nha. 600 nghìn. Giá đã bao gồm phí vận chuyển cho anh chị em mình luôn ha. BA2 hoành 50, hoành 48, chiều cao là 62. Anh chị em nào yêu thì liên hệ ha. BA3 một cái phôi hoành ngang cổ đế cũng là 48, chiều cao 62. Phôi này rễ tốt. Rễ tốt nha các bạn nha. Có một cái mặt rễ rất là đẹp. Phôi này giao lưu anh chị em mình với giá là 800.000, bao phí vận chuyển nha. 800.000 bao vận chuyển cho anh chị em mình luôn. BA3 hoành 48, chiều cao 62. Hoành 48, chiều cao 62, 800.000 bao phí vận chuyển ha. Rễ rất là nhiều nha bạn nha. Phôi này rễ rất là nhiều. Mới khai thác không nha bạn nha. Hàng mới khai thác. Mới khai thác về nhà chiều hôm qua. Sáng nay là quay. Bữa nay em đăng video sớm. Chuẩn bị chiều mình xem bóng đá các bạn. BA4 hoành 45, một cốt ba thân. Cây đặc không bọng lũa. Chiều cao là 62. Phôi này giao lưu anh chị em mình với giá là 800 nghìn, bao gồm phí vận chuyển nha. 800 nghìn bao phí vận chuyển cho anh chị em mình. Hoành ngang cổ đế là 45. Chiều cao là 62. 800.000 bao vận chuyển. Phôi này để chậu rất là vừa nha các bạn nha. Chậu 6 là vừa. Chậu 6. BA4. Lô ngày hôm nay có tất cả là 6 phôi thôi. BA5 hoành ngang cổ đế là 54. Chiều cao là 70. Mặt rễ dưới nha bạn nha, tính từ mặt rễ dưới. Cái này anh em có thể để cái rễ treo này cũng được, tại vì mặt rễ treo này nó nằm cùng một mặt với các cái rễ lớp rễ bên dưới ha. Còn nếu mà bạn nào thích cắt ra thì các bạn cắt. Hoành là 54. Chiều cao 70. Phôi này giao lưu anh chị em mình với giá là 1 triệu 300 nghìn, bao phí vận chuyển. Một cốt ba thân. Một cốt ba thân nha bạn nha. Mai cát Bình Thuận. Một cốt ba thân. Anh em có hỏi xin rễ, nhưng mà thực sự ra rễ nó cũng không có nhiều các bạn ơi. Rễ mai rừng cũng không có nhiều.
Đem về, nói chung anh em làm thì nói chung là anh em đã cắt ở trên trên rừng hết rồi, gom gọn lại để dễ vận chuyển đó. Nên là nó không có rễ thừa đâu, nó bao nhiêu rễ thừa, nên là anh em cũng thông cảm ha. BA Nam Hoành 54, chiều cao 70. Đến với mã cuối cùng, mã BA6 Hoành ngang cổ đế là 56, chiều cao là 55. Phôi này anh em có thể cắt một cái, cắt cái chi tử ra thì cây nó bóp ngọn rất là tuyệt vời luôn. Hoành ngang cổ đế là 56, bóp ngọn lên trên tầm khoảng 30 ngoài ha. 56 bóp ngọn lên tầm khoảng 3 ngoài, rất là ngon các bạn, bóp ngọn rất là đẹp luôn. Nhưng mà anh em cứ để nguyên đi, anh em trồng đi rồi xong rồi sau này anh em cắt cũng sao đâu. Rễ một một nó trải ra rất là ok nha các bạn nha, chạy trải. Hoành 56, chiều cao 55. Phôi này giao lưu anh chị em mình với giá là 1.400.000, bao gồm phí vận chuyển nha. Anh chị em nào yêu thì liên hệ ha. Số điện thoại là 0867 098 446. Rất hân hạnh được phục vụ các bạn. Giá của lô Mai Cát Bình Thuận này là đã bao gồm phí vận chuyển rồi nha các bạn nha. Thôi chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.